Giang Tiểu xin phép chào mừng quý vị khán giả thân thương đến với bản tin giải trí 20 giờ tối của Top Entertainment. Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 12 giờ trưa và 20 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, hot nhất, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube MCV TV và kênh Facebook Top Entertainment. Hôm nay Tiểu sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin 20 giờ tối. Sơn Tùng sắp phá đạo kỷ lục với hit mới. Hari Won, Trấn Thành thực sự có biến. Ron có thực sự chính thức được ra mắt như lời đồn. Pháo chất như nước cất ngày ra trận King of Rap. Mở đầu bản tin 20 giờ tối hôm nay, xin mời quý vị cùng Tảo đến ngay chiến mục Tài Cảnh Sau. Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà cái sau để xem họ đang làm gì nha. Đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ ghé thăm nhà của sếp. Các Sky ơi, cho Tảo thấy cánh tay của các bạn nào. Mới đây, những động thái của chàng ca sĩ Sơn Tùng MTP lại khiến fan đứng ngồi không yên. Phải chăng sắp tới anh chàng sẽ lại cho ra mắt ca khúc, dự là sẽ tiếp tục gây sốt chăng? Và rồi khi mới đây, trên trang Instagram của Sơn Tùng MTP đã khiến cho nhiều người hâm mộ phải đứng ngồi không yên bởi vì anh đang thả thính. Cụ thể là xuất hiện những hình ảnh mà không ít fan cho rằng anh chàng đang nhá hàng cho sản phẩm mới. Mặc dù đây chỉ là sự nghi ngờ của người hâm mộ, nhưng ai nấy đều hy vọng rằng đó sẽ là sự thật. Lại là cặp đôi xịn ri đây mọi người ơi! Mới đây, Hari Won vừa đăng tải dòng trạng thái đầy bí ẩn. Dòng trạng thái được cô nàng viết bằng tiếng Hàn Quốc tạm dịch. Bạn không thể luôn hạnh phúc, vì vậy bạn không thể luôn không vui vẻ. Các fan hâm mộ đang khá lo lắng không biết đây có phải là dòng trạng thái cô nàng đang tự động viên mình trước một sự việc gì đó hay không. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến các fan của Ron đứng ngồi không yên nha. Ron có thể nói là bộ phim điện ảnh có tiếng vang và đang được fan nước nhà chờ đón nhất. Để tạo ra Ron là cả một hành trình dài đối với ekip và để đáp lại là giải thưởng danh giá dành cho một bộ phim tại quốc tế. Tuy nhiên, bộ phim chưa được công chiếu tại Việt Nam. 5 lần 7 lượt, Ron phải hoãn lịch chiếu, giờ lịch vì rất nhiều lý do hay sự cố. Mới đây, Wawin, nam diễn viên của bộ phim đã chính thức công bố ngày Ron lên sóng. Nhưng các fan hâm mộ đang hồi hộp chờ từng ngày liệu rằng lịch sử có lặp lại hay không. Và thông tin cuối cùng sẽ là một thông tin về cô nàng rapper Pháo nha mọi người. Làm con một, sống khép kín và ít bạn bè, Pháo tìm đến rap để thay đổi chính cuộc đời mình. Ca khúc Sợ Quá Cơ được Pháo xử lý vô cùng ấn tượng từ bản beat bắt tai đến cách chơi vần rất ngông. Phong cách thể hiện của Pháo cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trước khi đến với King of Rap, Pháo là nữ rapper nổi tiếng với những bài rap triệu view như Ganh, 2 Phút Hơn. Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Hiện tại, nữ rapper trẻ đang là sinh viên năm nhất trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Được biết, Pháo đã đến với rap được khoảng 2 năm. Cô kể, ngày trước Pháo là một người có tính cách nhút nhát, khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Thế nhưng, từ khi biết đến rap và theo đuổi thể loại âm nhạc này, Pháo thấy mình trở thành một người hoàn toàn khác. Trong tương lai, Pháo muốn trở thành một rapper chuyên nghiệp. Bên cạnh rap, cô cũng muốn thử sức với ca hát. Cô này vừa đăng tải ảnh của mình tại sân khấu vòng tiếp theo của King of Rap đã khiến các fan có dịp liêu siêu lòng người. Tiếp theo là những clip TikTok đầy vui nhộn đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng của chúng ta. Ngọc Lan luôn là cái tên khiến khán giả vô cùng thích thú với sự tài năng và có phần độc đáo của cô. Cũng không thua kém ai, nàng Lan nhà ta giành nhóm Bắc Trend và chiếc clip đã mang về 8,5 triệu view, 766,5 lượt yêu thích đó nha. Bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ, cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo, sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, những điều này rất khó. Đối với con ngay từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, luôn bị bảo dặn dò mọi thứ nhưng chưa bao giờ mà con hiểu, cứ rong chơi mãi vui đùa cứ bảo con cứng. Mệt mỏi lắm cả Lan, mệt mỏi lắm cả Lan. Thả thính nhẹ một chút, lỗi tại mưa cùng Vicky Nhung. Một chút nhá hàng lỗi tại mưa cùng cô nàng Vicky và clip đã mang về cho cô nàng 133,8 ngàn lượt view, 4,8 ngàn lượt yêu thích nha. Phương Vũ cover cực đỉnh. Bằng cách cover có 102, cô này Phương Vũ đã mang về cho mình chiếc clip với 390,6 ngàn lượt view, 25,4 ngàn lượt yêu thích đó nha. Anh ngần ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngần ngơ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Thật ngọt ngào, em diêu đắm chìm phút chốc thêm từng tên nên thơ. Quỳnh Lam ngọt ngào với bạn trai. Về độ ngọt ngào chắc không ai qua được cặp đôi đáng yêu này rồi. Và chiếc clip đã mang về cho cặp đôi 150,8 ngàn lượt view và 8,9 ngàn lượt yêu thích đó nha. Yes. You're my best view. Tiếp theo là những thông tin về Vbiz đáng chú ý. Dường như bạn trai H'Hen Niê đã có mối quan hệ khá thân thiết với hội các nàng hậu đình đám của Vbiz rồi. Mới đây, cả hai đã cùng nhau dự tiệc sinh nhật một người chị thân thiết của H'Hen Niê, Lê Hằng. Có thể nói, dù chẳng có một bức hình chụp chung nào, nhưng nhìn chung, những khoảnh khắc được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân, không khó để nhận thấy H'Hen Niê và bạn trai đã một công đôi việc, tận dụng dịp này để ra mắt nửa kia với hội bạn, gồm toàn các nàng hậu đình đám như Khánh Vân, Mâu Thủy. Bên cạnh đó, thông qua động thái này, bạn trai H'Hen Niê cũng khéo léo chứng minh đã lấy lòng thành công hội bạn nhà gái khi ai ai cũng xào vào lòng, ôm anh trong cực kỳ thân thiết. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng H'Hen Niê và bạn trai vẫn thường xuyên dành cho nhau những hành động ngọt ngào khiến cho netizen phải ghen tị. Hiện tại, thông tin sức khỏe của gia đình David Beckham đang rất được quan tâm sau khi báo chí Anh bất ngờ đưa thông tin vợ chồng nhà này dương tính với Covid đó. Trên Daily Mail đưa tin, hai vợ chồng David Beckham được cho là đã nhiễm Covid-19 khi tham dự buổi tiệc tại Los Angeles hồi đầu tháng 3. Theo thông tin, cả David và bà xã Victoria Beckham lo sợ bản thân trở thành những ca siêu lây nhiễm vì một số nhân viên của hai người cũng đã nhiễm virus corona chỉ sau 2 tuần đi theo gia đình nhà Beckham khắp nơi trên thế giới. Nhà Beckham đã bay từ Los Angeles đến Anh để dự sinh nhật lần thứ 21 của Brooklyn Beckham ở Cosworth vào ngày 4 tháng 3. Sau đó trở lại Mỹ vào ngày 11 tháng 3 để dự sự kiện ra mắt đội bóng mới của David ở Florida. Sau đó là bay về Cosworth vào ngày 19 tháng 3 trước khi có lệnh giãn cách xã hội. Có thông tin cho rằng khi ở Miami, David bắt đầu cảm thấy không khỏe, trong khi Victoria bị đau họng và sốt cao sau đó. Nguồn tin tiết lộ thêm, Victoria đã thực sự hoảng loạn và bắt cả gia đình phải cách ly nghiêm ngặt trong 2 tuần bắt buộc theo quy định của chính phủ Anh. Xin mời quý khán giả đến ngay với chương mục Top Trend để xem những trào lưu nào đang được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích nha. Cặp đôi thí sinh từng lấy đi nước mắt của khán giả với phần thi rap đầy xúc động Hira và Noon mới đây đã thay vì ảnh đại diện đôi khiến dân tình gần gần đẩy thuyền. Hiện tại, Rap Việt đã trải qua 6 tập thi và kết thúc chặng đường đầu tiên sau khi lựa chọn thí sinh cho cả 4 đội. Trước khi tiến vào chặng thứ hai, vòng đấu chinh phục hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều tiết mục hấp dẫn thì những ngày qua, dàn huấn luyện viên và thí sinh gây bão cộng đồng mạng không ít. Bên cạnh chuyện tung hoành giữa nhóm huấn luyện viên và thí sinh thì những động thái của các gà chiến trong Rap Việt cũng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong đó, phải kể đến màn thay ảnh đại diện đội mới nhất của cặp thí sinh trai tài gái sắc thuộc team huấn luyện viên Karik, Hira và Noon. Bên cạnh những cái tên để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả với màn trình diễn bùng nổ như Ricky Star, Tling, Lăng LD, thì Hira và Noon lại được nhớ mặt gọi tên vì phần thi xuất thần, cảm động đến mức người xem phải nghẹn ngào bật khóc. Ngay sau khi thay ảnh đại diện đôi trên tường nhà, nhiều fan vô cùng khấn khích đẩy thuyền, cùng nghi vấn hẹn hò. Bởi lẽ trước đó, trong một khoảnh khắc hội họp ăn uống của team Karik, fan cũng tự ý phát hiện Hira và Noon ngồi cạnh nhau. Cánh tay của Hira còn hơi tràn qua vai cô này Noon. Một bộ phận khác là lý trí hơn, cho rằng đây là động thái ngầm thông báo về màn đối đầu giữa Hira và Noon ở vòng thi kế tiếp, chứ không có chuyện yêu đương như mọi người đồn đoán. Trang fanpage của Hà Anh Tuấn đăng tải những hình ảnh đầu tiên cho chuỗi dự án âm nhạc hoành tráng mang tên Weston. Dự án lần này hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Nối tiếp sự thành công vang dội của live concert truyện ngắn diễn ra vào năm 2019, cuối tháng 4 năm 2020 vừa qua, Hà Anh Tuấn đã chính thức cho ra mắt album cùng tên với số lượng bán ra rất ấn tượng. Tối ngày 6 tháng 9 vừa qua, Hà Anh Tuấn một lần nữa khiến các fan nháo nhào khi bất ngờ cập nhật avatar với dòng chữ Weston trên trang fanpage của mình. Và không để mọi người phải đợi lâu, sáng ngày 7 tháng 9, nam ca sĩ đã chính thức bật mí chuỗi dự án âm nhạc hoành tráng nhất năm 2020 mang tên Weston. Kính thưa quý vị, đến đây bản tin 20 giờ tối nay chúng tôi xin phép được khép lại. Chúc quý khán giả sẽ có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình. Tẻo xin chào và hẹn gặp lại.